Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Gen Di Chuyển với một mùa hoàn toàn mới là mùa 2. Mình là Vừng, là host mới của chương trình và đây chính là nơi mà chúng mình sẽ hỏi các bạn trẻ những câu hỏi về tính cách, sự nghiệp và tình yêu thông qua những lá bài Tarot. Vị khách đầu tiên của season 2 này chính là một vị khách sẽ mang lại cho các bạn rất là nhiều tiếng cười cũng như là tiếng hát, chính là chị Mai Âm Nhạc. Vừng mong rằng mọi người sẽ có nhiều thời gian thật là vui với tập đầu tiên này cũng như những tập tiếp theo của chương trình nhé. Từ trong bụng mẹ chị đã nói nhiều. Đấy, mày làm nào để biết được vậy chị? Không biết sau này mày mà thành danh thì mày coi ai ra gì nhỉ? Quan trọng nhất là chính là phải tôn trọng chính bản thân mình. Một cái mồm của mình phải bằng 10 cái mồm người khác. Thì lúc đầu chị xuất hiện trước mặt công chúng là một đứa rất vô duyên. Phụ huynh người ta phàn nàn là tại sao con người ta lại thích chị đến như vậy. Đẻ 100%, 100% sữa tươi nguyên chất 100%. Mỗi ngày. Chào mừng các bạn đến với chương trình Gen Di Truyền. Và ngày hôm nay mình rất là vui khi gặp các bạn ở đây. Và mình chính là Vừng. Và đây khách mời chúng ta hôm nay chính là Mai Âm Nhạc. Và mình là Vừng Âm Thanh nha. Và mong rằng những cái âm thanh mà bạn nghe được ngày hôm nay sẽ phần nào truyền được năng lượng và cảm hứng cho các bạn qua những lá bài Tarot. Yeah, đây hành lý anh mang, tay cầm cương rất ngựa. Ý nghĩa của câu hát là gì chị? À, Tây Du Ký em. Ở trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì mình sẽ có 3 phần. Phần thứ nhất là về tính cách, phần thứ hai là về sự nghiệp và phần thứ ba là về phần tình yêu. Sợ nhất phần nào? Tuần trước chị có xem Tarot rồi thì cái phần tình yêu người ta bảo chị là năm nay đẻ. Chị không biết là có vốt phải lá bài đẻ đi em được. Em sẽ đẻ cho chị mấy con MV chứ rồi, không phải là mấy được, đứa bé được, đâu. Được. Bảo chị đẻ nhá là chị đi về luôn đấy. Phần đầu tiên vào phần tính cách ha. Nhưng lá bài Tarot sẽ nói gì về tính cách? À, cái này là tâm phải tĩnh đúng không? Đúng rồi, tâm phải tĩnh. Mấy bốc mấy cái đấy. Bốc một lá thôi nè. À, thế là rồi. Đó. Open your eyes. Đẻ. Có phải lá đẻ không? Ám ảnh với sự đẻ mà chị. Không. Nhưng mà đây là năng lượng của người mẹ. Một người mẹ là đấy vẫn là đẻ đúng không? The Empress thì cái năng lượng của Empress là nó hơi nội tâm một chút, nó hơi không bị lộ ra ngoài quá nhiều, không bị mạnh mẽ quá nhiều, nhưng mà nó có cái sự nuôi nấng, kiên trì và bền bỉ. Kiên trì có thể là mình nuôi nấng ước mơ này, hay là thằng Hưng chẳng hạn. Đúng rồi, đấy chị đang định nói thì bây giờ là Hưng Versace thì bây giờ thêm được một cái nhân vật đó chính là Lê Thị Hồng Khế. Lê Thị Hồng Khế là một cái gọi là cái bà, gọi là bà mèo đấy, nó như là bà tướng. Hơn bà tướng luôn, thì hết ông Hưng thì lại đến bà Khế. Vậy bình thường chị là một người hay được lấy năng lượng từ bên ngoài, từ việc hướng ngoại hay là hướng nội? Chị là một người đem cái tinh thần của bên trong để chị tung ra bên ngoài. Đúng rồi. Chứ chị nó bùng nổ luôn. Đúng rồi, bùng nổ luôn ấy. Cho nên nhiều khi cảm giác là bên trong mình ấy, cảm giác mà nó không được tốt và nó không được vui thì mình sẽ không có cái cảm xúc gì để mình bung tỏa cái năng lượng này ra. Cho nên là dạo này mọi người có thể thấy được là chị có thể có phần chìm hơn ở trên mạng xã hội một chút, bởi vì là đây là đang trong cái lúc mà chị đang tìm lại, lục lại trong nội tâm của chị. Đúng rồi, chị đang xem xét lại bản thân mình. Tại vì trước là cứ có bao nhiêu là chị tung ra hết. Nhưng bây giờ cái năng lượng đấy của chị đang cảm thấy nó đang bị hết dần đi rồi. Vì hồi xưa chị bung tỏa nó ra nhiều quá. Thường thì những cái gì mà bung tỏa ra nhiều quá ngay từ lần đầu ấy thì về sau có thể nó sẽ cạn kiệt dần đi. Nhưng mà chị nghĩ là nó không phải là một cái sự gì đấy mà xấu xa cả. Nó là một con người chị đang dần trưởng thành thôi. Kiểu là từ một đứa đang có sao nói vậy thì bây giờ mình sẽ suy nghĩ kỹ hơn trước khi mình nói. Nó phải khá hơn, nó trưởng thành hơn. Bây giờ mình phải nói câu gì ra là nó phải chắc câu đấy luôn. Có đúng không ạ? Thực ra em cũng đang đúng là sai cái cho tôi đi. Còn em chính xác giống chị cơ. Bởi vì là em thì là YouTuber, là content creator rồi. Thì ngay từ lúc em bắt đầu làm ấy thì những cái video đầu tiên của em là nó chỉ là về học sinh này, về làm bài thi cử, làm nào để thi cho tốt. Nhưng mà bây giờ mình trưởng thành rồi, mình đi học đại học rồi thì mình có những cái value khác. Nhiều lúc mình cảm thấy không được có giá trị với cái audience của mình, bởi vì mình không có nói về những cái content cũ nữa. Nhưng mà thực sự mình đang có những value mới cho cuộc sống. Đúng rồi. Đấy thì hồi xưa chị cứ nghĩ là người ta nhìn nhận mình từ lúc đầu ở trên mạng như nào thì về sau này mình mẹ giữ, chị cứ nghĩ là như thế thì nó sẽ ok. Nhưng mà nó sẽ không hề một tí nào đâu. Thì lúc đầu chị xuất hiện trước mặt công chúng là một đứa rất vô duyên. Nhưng mà bây giờ nếu chị vẫn còn vô duyên như thế thì người ta sẽ nghĩ được là con này nó giữ được cái chất của nó nhưng mà nó không có sự cầu tiến. Nhưng mà bây giờ mình làm sao để mình vẫn giữ được cái vô duyên đấy, nhưng cái vô duyên đấy của mình nó có trình độ hơn. Đó là một sự vô duyên có trình độ chứ không phải là một sự vô duyên kiểu bừa bãi là mình. Thế sao nó tẹt như vậy? Đúng nhận sai cãi giúp cô đi. Em bổ tiếp quả lửa đi. Chị có ví dụ gì cho cái sự trưởng thành đấy của mình không? Như hồi xưa chị hay đăng mấy cái status kiểu là rất là mất dạy. Thực sự rất là mất dạy luôn. Cái năng lượng của chị nó là cái năng lượng kiểu nó hơi nông cạn ấy, kiểu không phải nông cạn mà là nó gọi là gì? Nó gọi là
Nghĩ sao nói vậy? Đúng nó rồi, nhưng mà nhưng mà nó lại kiểu rất là sáng tạo, nó lại khá là chị thấy nó là khá là thú vị mà với chị cảm thấy thế. Thì không phải là một cái năng lượng gì nó quá là độc hại cho giới trẻ, nhưng mà ý là nếu như trong mắt nhìn của bọn trẻ con thì là nó sẽ cảm thấy được là à cái bà này rất là ok và rất là connect với mình. Đúng. Nhưng mà nếu mà phụ huynh của các bé nhìn vào sẽ cảm thấy à con bé này nó không được như thế, xuất hiện ở trên mạng như này mà để cho con mình xem trên mạng thì cái con bé Mai này nó lại không phải là một cái đối tượng gì thì tốt để cho con mình. Đúng rồi, chị còn nhận được những cái lời complain của bậc phụ huynh ấy. Phụ huynh người ta phàn nàn là tại sao con người ta lại thích chị đến như vậy, trong khi là phụ huynh người ta không đồng ý cho con người ta thích chị. Thì đứa bé đó nó phải cố chứng minh lắm mới có thể thuyết phục bậc bố mẹ là tại sao con lại thích chị ấy nhỉ. Trước đây thì chắc là mọi người biết tới chị nhiều nhất qua TikTok đầu tiên với cái sự lầy lội đúng không? Cho đùa. Thế em tò mò là cái sự lầy lội đấy là bẩm sinh hay là do rèn luyện? Nó là cả hai. Từ trong bụng mẹ chị đã nói nhiều rồi. Thì làm nào để biết được vậy chị? Mẹ chị kể vậy. Mẹ chị nói là từ lúc mà biết tin là mang bầu chị ấy, là mẹ chị ăn liên tục. Nói như là mẹ chị không ngừng nghỉ. Trên TV là thấy cái món gì ngon là phải mua, là phải ăn ngay lập tức. Xong đến mẹ chị nói nhiều. Và là đẻ ra, xong rồi cuối cùng đẻ ra một cái cục. Cục nói nhiều. Mà cái mồm nó to hơn cả cái não nó. Bẩm sinh là chị đã có thừa hưởng cái sự tăng động đấy rồi. Một cái mồm của mình phải bằng 10 cái mồm người khác. Mẹ nói một câu thì cãi khoảng tầm 20 câu. Rồi sau về sau thì sẽ rèn luyện. Nên làm sao để mà cãi nhau một cách có logic hơn. Sẽ cách tinh tế hơn. Đúng, tinh tế hơn. Tại vì bình thường ấy, nếu mà đúng ra chị cũng không phải là một người hướng ngoại lắm. Tại vì chị hay thích nói chuyện một mình ấy. Bởi vì là con này nó cứ hay đứng trước gương xong rồi nó nói tiếng Anh rồi nó nói chuyện một mình. Em cũng thế. Để nói tiếng Anh. Giờ mấy cái điểm cao đấy. It's a beautiful honey. Mình cứ lúc đầu mình nghĩ đấy là chỉ là thói quen bình thường thôi, nhưng về sau mình nghĩ là nó là một sự luyện tập ấy. Khi mình nhìn cái cam trước của điện thoại mình cảm thấy nó khá là tự tin. Thì yêu bản thân mình. Đúng. Chứ không phải là ngại. Chính xác. Cho dù mình có xấu, mình có dùng cái effect xấu đến mức như thế nào, mình có dùng filter mắt lác hay là mình có răng vẩu đi, nhưng mà mình vẫn cảm thấy được thật là tuyệt vời. Nó chỉ là một cái gì để nó là một cái đồ giả dối là. Cái sự xấu xa nó đến từ cái filter, nó đến từ cái effect. Nhưng mà bản thân mình nó mới thực sự là đó. Như vậy, đúng nhận sai cãi giúp cô. Nhưng cái thứ mà làm cho mình weird, làm cho mình kỳ lạ khi là đứa trẻ thì chính là cái thứ làm cho mình mạnh lúc mình là người lớn ấy. Nếu mà mình không có embrace những cái sự kỳ quái của mình đấy lúc nhỏ thì có khi lại không có Mai âm nhạc bây giờ. Nhưng mà nói chung là có cái gì cũng có cái hai mặt của nó thôi. Nói chung là cũng mạnh thôi thì đừng mạnh quá, vui thôi đừng vui quá nha. Thì chị đấy cũng rất sợ. Thế là mấy lần chị vui quá thì chị cũng gọi là bị chết đuối mấy lần rồi. Thế ví dụ như nào? Thì đăng mấy cái status thì không nghĩ đây. Thế xong rồi bị chửi này. Cũng hối hận lắm, nói chung là cũng phải lên sorry các bạn. Xin lỗi tất cả các bạn vì mình đã lỡ lời làm ảnh hưởng đến tất cả các bạn. Mang đến cho các bạn những cái điều không hay trong cuộc sống. Thế mỗi lần mình xin lỗi mình cảm thấy là mình cái con này thật là kiểu trẻ con này, nó trẻ trâu tích nhỉ. Ý là lần sau mình nói năng làm sao mà để không phải xin lỗi thì đấy thì mình thành công. Trọng. Thế từ trước khi mà chị nổi trên mạng xã hội so sánh với bây giờ đi thì chị thấy cái sự khác biệt lớn nhất của chị trong cái tính cách của bản thân mình là gì? Chị bị điên hơn. Càng ngày chị càng thẳng băng ra. Nói chung là trước ấy chị còn có thể chị uốn éo các thứ làm nào, nhưng bây giờ chị ai mà gặp chị phát chị. Nhưng mà tính chị lại được một cái là ví dụ mà ai mà cảm thấy ok thì ok luôn, còn nếu mà ai mà cảm thấy là hơi khó chịu các thứ thì thôi. Thì rất luôn như thế cho nó nhanh, tại vì là trước giờ không có gì lằng nhằng cả. Nói chung là vào việc luôn, hợp với ai thì cho cuộc sống của mình nhẹ nhàng, cảm thấy ai cũng với thì cái là thế luôn cho nó nhanh nhở. Thế em lại tò mò là tại sao trong nhiều show thì chị lại đồng ý lựa chọn lên Gen Di Truyền? Thì vì có em đấy. Hey my girl. Đến phần tiếp theo là về phần sự nghiệp. Sự nghiệp hay sự tạo nghiệp thì chúng tôi không biết được. Các bạn hãy xem tiếp. Sau đây là 5 phút quảng cáo. 2000 years later. Sự mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự bất nghiệp. Không biết phúc bài là dạng gì đây. Đây đi, cố lên. Ôi dồi ôi. Gì đây? Ôi, cái gì đấy, tù nhân. Sạch lá tù nhân. Chị đi đầy rồi mọi người, tôi đi đầy. Đi đầy đúng không? Cái lá này là Six of Swords. Khi mà em nhìn vào lá bài này, em thấy được năng lượng của sự thay đổi. Mình đang ra khơi để chuẩn bị cho một hành trình mới với những bài học mới.
thực ra thì cái năng lượng của chị là một cái năng lượng rất là tích cực, nhưng mà đôi khi chị hay cảm giác được là những người đối diện hoặc những người xung quanh mình ấy, chị hay để ý đến cái thái độ của người ta. Ví dụ có những người, người ta rất vô tư với mình, nhưng người ta lại chỉ vô tư với mình vì coi mình là ở dưới trướng người ta nên người ta mới vô tư với mình. Em có hiểu cái cảm giác đấy không? Từ khi mà chị bắt đầu được nhiều người biết đến thì chị có những cái mối quan hệ ở trong giới, thì chị tiếp xúc với nhiều người, thì chị có phân biệt ra cho riêng bản thân chị. Thì lại có hai kiểu người vô tư với chị. Một kiểu người vô tư, người ta rất là thích mình, người ta cảm thấy là mình không có vụ lợi gì với người ta cả, theo cái kiểu rất là win-win. Mình như thế nào với người ta thì người ta sẽ lại như thế với mình. Thì đấy là một kiểu vô tư. Còn một kiểu vô tư khác là người ta sẽ hơi coi thường mình một tí. Cái con này dù sao nó cũng dưới trướng mình, nó cũng kém cỏi hơn mình, cho nên là mình vô tư với nó cũng không mất gì. Nhưng cái sự vô tư này nó lại nằm ở cái độ tuổi của những người mà kém tuổi chị cơ. Chị mới về nghĩ lại bản thân, chị bảo là à, cảm giác là bản thân mình chưa lớn, chưa hoàn toàn lớn để một cái người kém tuổi mình lại vô tư với mình theo một cái kiểu như thế. Chị rất là ám ảnh cái điều đó, cho nên là chị luôn luôn thắt chặt bản thân mình, luôn luôn khóa mình ở trong một cái góc để chị có thể suy nghĩ lại con đường và sự nghiệp của mình, làm thế nào để đi được đúng hướng và làm thế nào để nhận lại được cái sự nể trọng. Hồi xưa mẹ chị có dạy chị một câu ấy, phương châm sống của mẹ thì mẹ thích được người ta nể hơn là được người ta quý. Có nghĩa là 10 người thì phải được 9 người người ta quý. Có một người là 10 người thì 9 người quý, còn một người thì không ai quý cả nhưng mà tất cả đều nể. Thì mẹ lại thích cái người đấy hơn. Thì hồi xưa chị luôn luôn chị cãi mẹ chị là con thì con sống vô tư, nói chung là con thế nào thì với người ta thì người ta sẽ đối lại như thế, con không quan trọng là bắt người ta phải nể với mình hay thứ. Còn cái việc nể trọng hay không ấy thì là do cái trọng lực của mình, sức nặng của mình đối với người ta như thế nào, thì mình phải là cái người chứng minh được cái điều đấy thì mình mới nhận được điều đấy. Còn cái việc mà để người khác quý ấy là cái điều cũng khó, không phải ai làm được. Về sau này chị lớn lên rồi chị mới nghĩ được là nếu mà kết hợp cả hai cái đấy ở với nhau thì nó mới là một cái điều rất là tuyệt vời. Vì nếu như người ta vừa mới quý mình, người ta vừa có độ nể thì cái đấy nó là mới duy trì được một mối quan hệ tốt, chứ không phải là chỉ mỗi quý không hoặc nể không. Đây cái việc mà người ta nể hay không thì nó lại nằm ở cái độ tuổi nhỏ hơn chị cơ. Vâng. Còn những người lớn tuổi hơn thì người ta coi mình ở dưới thì là đúng, không phải chín chắn hơn. Mà đôi khi người ta lớn hơn thì người ta có thể coi thường mình, người ta chửi mình hay là sát mặt sát mình như nào cũng ok. Mình bảo ok, mình rất là ok điều đó. Và chị rất là thích những người lớn nào mà có thể thẳng mặt chị mà nói là mày rất tệ, mày chưa đủ tầm để có thể đi vào cái con đường này, mày còn kém cỏi. Vừa rồi chị có đăng một cái bài hát lên TikTok, bài cover lại bài Còn ta với nồng nàn, thì chị đã nhận được rất nhiều những cái bình luận. Nhưng mà chị rất là thích những cái bình luận nào mà chửi nhá, nhưng mà lại xuất phát từ những anh chị lớn, bởi vì là anh chị ấy đã nghe cái bản đó. Anh chị ấy trẻ thì anh nghe cái bản gốc của bản của anh Quang Dũng rồi, thì anh chị lại đưa ra những cái lời nhận xét góp ý rất là đúng, cho dù có hơi thẳng một tí nhưng mà chị thấy ok, bởi vì là đấy là người lớn tuổi hơn mình, người ta được quyền người ta nhận xét để cho giới trẻ có thể update và có thể tốt hơn. Nhưng mà đây là cái sự coi thường mình nó lại nằm ở cái độ tuổi kém hơn ấy. Cái việc đấy nó gây ra cho mình được cái cảm giác rất là khó để mà vô tư ấy. Thì em vẫn luôn assume là chị là một người vô tư và tích cực đó. Nhưng mà bây giờ thì em thấy được cái góc nhìn đa chiều hơn về các chị phản hồi, đặc biệt là với những comment tiêu cực. Đấy cũng là một điều rất là bất ngờ với em này. Ừ, nhưng mà hồi xưa ấy, ví dụ comment mà chửi ấy là chị chửi lại luôn. Nhưng người ta lập nick clone nó thứ là chửi và chửi lắt qua lắt lại là mấy cái nick liền thỏ con bé heo hay là cái gì xinh xinh đấy, chửi đấy nick clone chị á, nick thẳng của chị vào chửi luôn và nhắn tin thẳng luôn. Có khi có hồi xưa có những ai mà chửi chị ấy, chị còn hẳn vào Facebook người ta, chị gọi video call người ta luôn mà. Có những cái người nó vừa chửi chị xong là con điên, đôi khi nói vậy lắm. Chương trình nhớ bíp bíp cho em nhé. Thế thì xong rồi chị mới vào, thế chị mới gọi video call. Dạ. Hi there, có khỏe không? Gọi điện thế thì xong rồi bảo thế chị gọi em làm gì thế? Bảo chị muốn làm quen với em thôi, em có người yêu chưa? Thì là chị là bạn gái em được không? Thế xong lại bảo thôi em đùa chị thôi, em xin lỗi chị rất nhiều. Thế lại tự nhiên lại thêm bạn bất thù đúng không? Lại được một người bạn. Đúng không ạ? Thực ra là đấy thì chính ra là chị thẳng thế thôi, chứ không phải là chị chửi tay đôi. Còn bây giờ thì mình hạn chế cái đấy lại. Bởi vì là mình xác định là đi theo một con đường dài hơn, chuyên nghiệp hơn, thì mình sẽ có một cái cách ở đấy khéo léo hơn để xử lý những chuyện đó. Có đúng không ạ? Dạ đúng. Đúng gì ạ? Đúng sai. Đúng nhận sai cả những cô. Thế lúc lớn lên ý, thì chị có hay có những cái kỳ vọng từ bố mẹ là mình phải làm công việc gì, làm nghề gì?
Chứ hồi xưa bố mẹ chị định hướng chị nhiều lắm. Bố mẹ chị muốn chị trở thành một phiên dịch này, trở thành một tourist guide, trở thành nói tiếng Anh giỏi mà. Cũng được, nói chung là đam mê thôi. Nhưng mà từ khi mà chị gặp những người bạn giỏi hơn ấy, chị cảm thấy tiếng Anh của chị là đúng là một gọi gì là một cái holy luôn ấy, phải gọi là phải gọi là không muốn học tiếng Anh nữa luôn. Nhưng mà thì hồi xưa bố mẹ chị là muốn thế, cho nên là khi mà chị học đỗ được vào đại học ngoại ngữ ấy, thì bố mẹ chị rất là vui. Nhưng mà chị nghĩ đến đây con xin lỗi bố mẹ, con đã không hoàn thành được chương trình đại học của đại học ngoại ngữ. Nhưng con làm em nhạc và con hứa sẽ cho bố mẹ tự hào nha. Nếu bố mẹ xem chương trình ngày hôm nay và quay trở lại với công việc đấy thì chị nghỉ rồi. Hồi đấy cũng muốn là yên ấm đi, cũng muốn là ổn định với cái công việc bàn giấy hay là một cái công việc gì đó văn phòng. Nhưng chị cũng đã thử hết rồi vì mình tăng động quá em. Mình ngồi im như này này, chị ngồi với em chị còn được nói hay là chị vẫn còn thoải mái nhá. Mà em không cho chị nói nhá, là độ thổ. Cái bàn này nó không còn là cái bàn luôn em. Nó là cái gì rồi thì không ngồi được. Chị đã tự tu luyện. Và chị đã cũng đã thử, thậm chí chị tập thiền đấy bạn. 3 4 5 giây là tự nhiên là Oh my god. It's a kitchen hat. It's a kitchen hat. We will come through. Cứ như thế làm sao mà chịu được em. Mình không được, mình không thấy không hợp cái việc đó đâu. Thế là mình phải cắp cái đít lên rồi mình đi hát, mình cầm mic và mình nhún nhảy. Tại vì chị biết không, bởi vì năm nay thực ra là em cũng đang tạm nghỉ học nhiều. Em gap year hay là Vâng, em gap year bởi vì em muốn thử sức với những công việc tương tự như này. Đến lớp mình không biết cái mục đích mà mình đang ở cái lớp này là gì. Thì cảm giác nó em cảm thấy lạc lõng đúng không? Vâng. Chị cũng đã từng ở trong cái vị trí như vậy. Kiểu chị đến lớp chị cảm thấy chị như con khỉ đột. Chị đến hello cả lớp kiểu đến nói ở các cô giáo nói tiếng Anh ấy mà mình nói tiếng Hàn ở trong lớp em. Chị hiểu cảm giác gì không? Đấy thì cả lớp thì cảm thấy bất lực với cái âm nhạc ngày hôm nay. Thì nếu như các bạn nào mà học chung lớp đại học của mình mà có xem chương trình này thì các bạn luôn nhớ rằng mai âm nhạc vẫn quý các bạn nha. Oh my friends, thực sự các bạn là món quà của mai âm nhạc. Một tháng nghỉ 29 ngày, nhưng mà cứ đến ngày thi là các bạn là điểm danh hộ rồi, các bạn nhắc bài. Rất quý các bạn luôn. Thì mẹ chị hay nói câu là không biết sau này mày mà thành danh thì mày coi ai ra gì nhỉ? Mẹ chị hay nói câu đấy cho nên là chị cũng hay ám ảnh cái câu đấy. Cho nên chị luôn luôn chị có một cái mức độ cho bản thân mình là nếu sau này mình có bất ngờ mà thành danh ở đây thì tất cả mọi người ở đây cũng đã từng là đi cùng em nhạc trong suốt cái sự nghiệp này. Nên là luôn luôn là ánh sao sáng. Trong đó có cuộc đời nhất. Yes. Đúng không ạ? Chúng ta phải tôn trọng tất cả mọi người xung quanh để chúng ta có thể nhận được sự tôn trọng. Và thực sự quan trọng nhất là chính là phải tôn trọng chính bản thân mình thì mới có thể là mong được cái sự tôn trọng của những người khác. Em tò mò về cái quá trình mà từ đại học xong rồi chị chọn cái con đường âm nhạc thì ai đã là người truyền cảm hứng cho chị? Có một câu lạc bộ ở trong trường đại học ấy, chị mang tiếng đi học bộ. Đúng rồi, nhưng mà chị đến đấy chị tham gia câu lạc bộ. Chị chọn trường đại học ngoại ngữ bởi vì trong trường đại học ngoại ngữ có câu lạc bộ đấy, câu lạc bộ là hát AC for you. Đấy thì đấy là có cái anh trưởng câu lạc bộ đấy, chị đăng ký tham gia cái câu lạc bộ đấy phải gọi là tha thiết luôn. Chị chưa bao giờ gửi một cái mail tuyển dụng xin việc nào mà nó tha thiết đến mức thế. Kính gửi ban tổ chức, em tên là Hoàng Hương Quỳnh Mai. Tên từ bao lâu nay em có cái đam mê được cầm cái mic lên sân khấu và thể hiện cái tài năng của chính mình. Nhưng đúng không chỗ nào có thể cho em được tọa nguyện ước mơ đâu. Ngày hôm nay đến với cái ngôi trường này và có câu lạc bộ này, hy vọng mọi người sẽ mang em đến với những cái giấc mơ, với những cái ước nguyện được trở thành một ngôi sao. Đấy thì ôi xúc động quá. Xúc động, được nhận luôn em. Gọi điện anh gọi điện liền. Thế là tham gia, thế là cái show đầu tiên chị nhận ở trong trường, hát một bài mà chị tưởng là hát cho vui thôi, được tiền mọi người. Wow. Tại sao những món quà tinh thần này lại được nhận tiền ta? Hồi xưa hát karaoke ở nhà bố mẹ có cho đồng nào đâu. Bố mẹ cứ bắt là mày đứng lên mày hát cái bài này đi. Xong cuối cùng là không cho có tiền mà đi ăn bim bim. Thế mà vẫn hát thôi, đam mê mà. Thế là đi vào trường đại học hát được tiền em. 500.000. Wow. Em biết cái show đầu tiên 500.000 nó nhiều như nào. Nó nhiều lắm luôn. Chị cầm chị uống trà sữa luôn, hết luôn ấy. Đi bao bạn bè luôn ấy. Có 500.000 luôn. Xong rồi sau hết sạch tiền. Thế hồi đấy câu lạc bộ đấy thực sự là động lực để có thể cho chị có những cái tinh thần tốt. Đam mê của mình nó đã hình thành từ đấy rồi. Và mình biết quyết định là cái đồng tiền đầu tiên mình kiếm được thì chắc chắn sẽ phải có đồng tiền thứ hai, thứ ba mình kiếm được từ cái việc đó. Cho nên là mình rất khao khát và rất ước mơ để có thể kiếm được. Mà hồi đấy gia đình chị cũng rất là khó khăn và rất là đắn đo trong cái việc là đã phải kiếm tiền để cho chị đi học. Cho nên là chị làm sao mà để
kiếm được tiền nhanh nhất có thể thì chị luôn cố gắng đi thẳng vào cái con đường đó, và chị đã nhận được nhiều cái sự góp ý của các anh trưởng câu lạc bộ ấy. Anh trưởng câu lạc bộ thì lại vừa sáng tác được vừa hát được, thì bây giờ anh đã là một ca sĩ ở trong nhà Sunny, đó chính là anh Đoàn Minh Quân. Xin phép được shout out for my sư phụ đấy, thì nhờ sư phụ Đoàn Minh Quân ấy thì anh ấy đã dạy chị sáng tác này, rồi dạy chị đánh guitar, giờ chơi guitar đấy rất nhiều bài hay các thứ, thì chị tự tin hơn. Rồi về sau chị quay những cái clip nhỏ cover dần, chị đi hát ở phòng trà, nó dần dần dẫn dắt từ đó. Trong suốt cái hành trình đấy thì chị đã phải đánh đổi điều gì? Chị vẫn cảm thấy hơi hối hận một tí, bởi vì là đợt đấy mình đã đánh đổi niềm tin của bố mẹ. Khi nhắc lại việc đó mình đã cảm thấy là mình có lỗi với bố mẹ rất là nhiều. Chị nhớ lại những cái hành trình, ví dụ mẹ chị đưa chị đi thi, hoặc là từ quê mẹ chị đưa chị lên đại học để tham gia kỳ thi, hoặc tham gia vào cái chương trình khai giảng của trường các thứ, mẹ chị đưa chị đi đấy, đưa đi trong cái sự rất là hào hứng và mong con mình sẽ hoàn thành được mấy năm đại học đấy. Nhưng mà nào ngờ thì con mình nó đã nói dối mình để nó bỏ học rồi đi làm một cái việc khác mà gia đình không ủng hộ. Mặc dù chị biết được là mẹ chị cũng không hoàn toàn cấm cản chị đi theo về nghệ thuật, nhưng mẹ chị luôn nói với chị rằng là sướng ca vô loài, và đó là một cái việc rất là vất vả. Nhưng mà bây giờ thì cái công nghệ nó đã phát triển hơn, và con người ta coi trọng hơn về vấn đề nghệ thuật, về coi trọng về cuộc sống tinh thần rất là nhiều, cho nên là bây giờ nghệ sĩ đã được chăm chút nhiều hơn, cho nên mẹ chị đã hết lo cho chị về cái con đường này. Nhưng mà hồi đấy thì đánh đổi cái niềm tin của bố mẹ là một cái sự bon chen ở trong cái cuộc sống của chị luôn đợt đấy. Chị suy nghĩ rất là nhiều đấy. Nhưng mà về sau này mình cố gắng là không còn cách nào khác rồi. Mình đâm lao, mình phải theo lao thôi. Đúng rồi, mình phải 100%. Bây giờ đúng rồi, mình phải là hết lớp, mình phải lên bia, mình phải gọi là 100% đấy, mình phải uống. Thế xong thì không còn cách nào khác ngoài việc chứng minh. Mình phải chứng minh hết tốc lực, rút ngắn thời gian lại cho bố mẹ tin tưởng. 100%, 100%, 100%, sự tự nguyện chất 100%. Mỗi ngày. Bây giờ là đến phần cuối cùng rồi, là phần tình yêu. Tình yêu là thứ ma, thứ quỷ đấy. Yêu tinh hừng hực khí thế tình cho công việc. Lành không biết là gian, từ kinh hoa mềm giữa tuyết tan, anh đang ngâm nghe tim mình lên tiếng. Xem là tình yêu nó có hừng hực như sự nghiệp không nào. Có ai định nghĩa được chữ yêu? Có khó gì đâu một buổi chiều. Cằn nhằn nhở, tình yêu nó nhâm nhi đấy. Đây đi. Rồi. Lá bài tarot nói... Đẻ á? Trời ơi, phải đẻ không em? Thấy có dú chứ không biết có đẻ không? Cái gì dú hả? Trời ơi, có dú. Chứ như nào tình yêu? Đây là lá The World. Tức là chị thấy hình ảnh ở đây là tất cả những cái nguồn năng lượng trong vũ trụ đang hướng về nhân vật chính ở giữa này. Chính này là có dú. Nhưng mà chị làm gì có đâu. Thế bây giờ em chị phẳng lì như này. Trong thời gian tới em cảm nhận được là tất cả những gì chị đã cố gắng về mặt tình cảm, cảm xúc của mình là nó sẽ được hoàn thiện. Mọi thứ năng lượng sẽ dồn về. Chị cảm thấy được yêu thương nhất khi nào? Ủa câu này khó nhở. Dã man, trước đến giờ chưa một ai hỏi mình câu này. Sợ ấy mọi người. Khi chị được ở bên một ai đó mà chị được làm tất cả mọi thứ mà người ta không nói gì. Có nghĩa là mình sang nhà người ta chơi ấy, mà mình có thể xả hơi. Mình có thể nằm ườn ra đấy, đi vệ sinh mình quên mặn vòi, thì mình có thể rất là ok. Ví dụ nói không, mọi người có những cái mối quan hệ là mình được như thế đấy. Thì là mình cảm thấy vui vui. Thế là ok đấy. Mà người ta không có đi kể lể, không đi nói xấu mình là cái con này mày đến nhà tao. Như ví dụ người ta nói thẳng mặt mình luôn là mày bừa bộn thế rồi. Nhưng mà có những mối quan hệ thì nó lại đi nói người khác là cái con này nó sang này, người ta nó thối tha, nó cứ như nào. Đấy đúng rồi, còn một chi tiết nữa cảm thấy được yêu thương là được nói thẳng. Đúng rồi, được góp ý, đúng rồi, được góp ý chân thành đúng không? Đúng. Em nói thẳng mặt chị đi, có gì nói thẳng mặt chị là em rất vui, em đang rất vui. Em nghĩ rằng cái lá bài này là trong tương lai tới chị sẽ có nhiều cái mối quan hệ mang lại cái năng lượng trọn vẹn này hơn cho chị. Mà có thể trước đây là mình chưa có chẳng hạn. Chưa có. Có nhiều tiền không em? Mối quan hệ là có nhiều tiền không? Có vay được không? Đây là về tình cảm nhé. À thế ạ. Vay được không? Vay làm MV hả? Trong cuộc sống của chị hiện tại này, giữa tình yêu gia đình, tình cảm bạn bè, tình yêu đôi lứa và Hưng, thì đứa nào chọn nhiều diện tích trong trái tim chị nhé? Em hỏi cái câu đấy cũng vô vào vẩn. Cái nào chả có diện tích to bằng nhau, như nhau to bằng nói nhau chung, nói chung là gia đình thì nó là điều rất là quan trọng và cơ bản. Nhiều khi thì
cái tình yêu gia đình ấy có thể gạt nó sang, bởi vì nó là một cái gì đấy nó cố định rồi, nó là cái dòng máu nó chảy, nó là huyết, nó là mao mạch các thứ chảy trong người mình rồi. Thì cái đấy nó là ấy. Còn những cái khác thì tức là tình yêu của cháu Hưng và cháu Khế thì chắc chắn là nó cũng có một cái vị trí gì đấy rồi, nó là bàn tay bàn chân của mình rồi. Nó là một cái gì đấy, nó là mình cái là gì? Người mẹ rồi. Đúng rồi đấy. Còn tình bạn với tình yêu thì nói chung là cũng xem ngang ngang nhau. Có tình yêu mà không có tình bạn thì cũng rất là nhạt nhẽo. Kiểu là bạn mình nó cũng khá là quan trọng mà. Tình yêu ấy thì kiếm đâu cũng được ấy. Nhưng mà tình bạn ấy có một thôi. Nghĩa là có những người đi cả đời cũng không có được người bạn tri kỷ đâu. Cho nên là có người bạn thân rất là quý trọng. Cho nên là rất là phải nuôi nấng cho tình bạn đó. Có thể là tình yêu mà thay 3-4-5 lần. Thay người yêu như thay áo mới. Nhưng mà bạn thân thì chỉ có một thôi. Cho nên chị cảm thấy chị may mắn vì chị bây giờ chị có đủ cả tất cả rồi. Cả tất cả yếu tố. Đúng rồi, chị có tất cả luôn. Chị có câu chuyện gì mà kiểu ít bên hỏi chị mà chị rất là muốn chia sẻ? À, chị hay ghen. Ghen toán loạn. Ví dụ như là dú bự. Người yêu chị hay trước là bạn trai ấy, hay lai hình vú bự ghen. Cày. Cày chứ. Vì mình không có. Nhưng mình có thể có mà. Không được. Nó nặng. Nó khó thở. Nhịp tim nó ảnh hưởng cái gì, nó đập khó này. Mà đấy thì là những cái mình không có đấy. Cay em, cay nhá. Đấy thì nhưng mà mình nghĩ được là nhưng mà cũng có cái này to hơn này. Nhưng mà nhìn thấy dấu mỡ thì cũng không thể vẫn cay em. Có giải pháp gì không hay là mình sẽ sống với cả cái thực tại đấy? Sống thực tại hả? Mình nói luôn mình chửi chứ. Dễ đôi luôn mà đánh nhau. Thế bảo tại sao? Why? You do that? Will you let me see the thing? Mọi người beep cho em nha. Đấy, tại sao có thể nhìn thế? Cãi nhau một hồi đấy thì bảo là từ phía của người kia thôi, cũng có thể làm nào giảng hòa được một cách tốt nhất. Nếu chị mà là người ấy, if I were you thì tôi sẽ nói với anh rằng hey baby, cho dù là có rất nhiều những cái dú bự nhưng mà trong cuộc đời anh em là duy nhất, có thể nói như thế. Tại sao không nói đi cãi người ta? Người ta chỉ cần nghe một cái câu gì đấy thôi là người ta đã chảy ra rồi, thì mà không làm được thế cho nên là mới căng thẳng, mới cãi nhau lên. Nhưng mà về sau thì chị toàn bị đưa vào cái thế là chị sai, chị ghen là bởi vì chị sai. Xong người ta cãi chị một câu rồi chị cũng im mồm luôn, rồi bảo là mày phải tự tin lên chứ, sao mày bị tự tin thế, mày đấy cái mày hơn nó mà mày còn phải ghen với bọn đấy. Lúc đấy mình lại nhở. Thế sao mình lại tất cả lại quay về sự tự tin của bản thân mình. Nhưng mà cũng hơi bức, vẫn tức. Thỉnh trong lòng vẫn tức thôi. Nói chung là bây giờ thì mình vẫn bị trẻ con quá. Vì cái đấy mình cảm thấy mình trẻ con mà mình để ý cái bề ngoài nhiều quá. Sự tự tin ở bản thân ấy, nó xuất phát từ trong lòng mình luôn ấy. Khi nào mình cảm thấy được thực sự là tự tin ấy, là lúc đấy mình mới là tự tin. Chứ còn lúc nào mà mình cảm thấy được là phải tự tin lên là lúc đấy là mình vẫn còn đang tự ti và mình đang cố gắng, mình đang sống giả tạo cái tự tin về cái điều tự tin đó thôi. Thì hiện tại bây giờ cái sự tự tin của chị ấy, bây giờ nó cũng chỉ đạt được khoảng tầm 70% thôi. Chị cũng không nên giả tạo quá mới nói điều gì. Cảm thấy tự ti với ai thì chị cứ nói thẳng ra thôi. Chị bảo là bây giờ tao không có cái đấy thì tao cảm thấy là tao kém hơn, thì tao cảm thấy kém tự tin hơn, thì bây giờ tao sẽ cố đi tập, đi đánh các thứ để làm sao để cải thiện được, hay là thế này thế kia, thì có thực mới vực được đạo. Khi mình đã muốn có tốt hơn thì mình phải tập, đi tành, phải rèn luyện, phải trải qua rất là nhiều thứ để mình nâng cấp hơn. Mà về sau mình nghĩ là mình đẹp không phải vì cho một ai cả, mình đẹp cho chính bản thân mình. Đúng. Đúng, nhận sai cãi giúp cô đi. Đúng. Đúng. Chương trình hôm nay rất thú vị. Kết thúc cuộc trò chuyện rất là vui này, thì em hỏi chị một câu rất là buồn, là lần cuối chị khóc về tình yêu là khi nào? Chị khóc về tình yêu ở đây, chị nghĩ xem là gần đây nhất là 3 tháng. Cách đây 3 tháng thì có cãi nhau đấy, cái vụ đấy chính là vì cái dú. Cái dú giọt lệ đài trang rơi vì chiếc dú đó, vì chiếc dú mà khiến chị rơi lệ. Một người đàn bà như mạnh mẽ, tưởng tượng như mạnh mẽ như chị dậu chúng ta, không còn tức nước vỡ bờ nữa, mà nước ở đây xảy ra hai giọt nước mắt tràn ly, và mỗi người một hướng đi trên con đường thật cô đơn, và cảm thấy nhớ về những kỷ niệm ngày xưa. Cái hồi anh em mình còn nũng nịu ở sau xe đấy, là mình nhớ về những cái đó. Mình nghĩ là tại sao không thể tha thứ cho nhau vì một cái dú thôi. Đấy là mình nghĩ là quá trẻ con đi. Nên là mình đã gạt đi nước mắt để vẽ nên một bức tranh tình yêu hoàn thiện hơn, kiểu thế. Trưởng thành hơn. Nhưng mà bây giờ thì cứ thử xem lại tiếp một con nữa đi, xem như nào nhá. Dạ. Đúng rồi đấy, tình yêu nó hoàn thiện như thế. Nhưng mà cứ thử đi rồi biết. Biết như thế rồi, một lần là biết rồi đấy. Lần thứ hai đúng không? Đúng không em? Dạ. Đúng. Tình yêu nó vô tư đấy, đúng không? Vô tư. Cảm ơn chị Mai Em Nhạc rất là nhiều đã tham gia chương trình podcast của Gen Di Truyền ngày hôm nay. Là buổi tarot hôm nay tôi đã không phải đẻ nữa rồi. Hôm nay
em Vừng xem cho tôi là tôi không có một lá nào là bảo tôi là đẻ. Yeah. Tuyệt vời. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn chị rất nhiều. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem chương trình. Have a nice day everybody. Bye bye. Cảm ơn chương trình nha. Lần sau lại mời em tiếp nha mọi người.